Thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, giàu như vũ bão, tiền tiêu ba đời không hết. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tổng trình Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà 30 tổng trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Hé lộ bí mật tuổi Mậu Ngọ 1978 đón lộc trời ban, tiền tiêu ba đời không hết trong 3 tháng tốt này. Chấn động, hé lộ 3 tháng phát tài cực mạnh năm 2024 âm lịch cho tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, được trời thương rót lộc. Vận may cực đỏ, làm ăn trúng lớn, tiền bạc ào về, có cơ hội trúng số 100 tỷ, bất ngờ giàu nhanh chóng mặt, trả sạch nợ nần, tiền chất như núi. Đầu tiên, xét cung mệnh cuộc đời tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, mệnh hỏa, thiên thượng hỏa. Do mang mệnh hỏa trong người, nên đa phần người tuổi này khó kiềm chế được cảm xúc của mình, một khi họ nóng tính lên, thì con giáp này rất cố chấp, họ sẵn sàng bỏ dở công việc đang làm để dập tắt cơn nóng giận của mình. Trời ban cho người tuổi Mậu Ngọ khả năng nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều, khách quan hơn những tuổi Ngọ khác. Năng lượng thổ có thiên can Mậu giúp làm dịu đi tính nóng nảy vốn là bản chất của con giáp này, dập tắt ngọn lửa luôn bùng cháy trong họ, khiến tâm tính họ trở nên ổn định và bình tĩnh hơn. Những người tuổi Mậu Ngọ tuân theo quy định một cách rất nghiêm ngặt, họ thà làm chậm, nhưng chắc để làm ra những thứ có chất lượng cao, còn hơn là làm nhanh, làm ẩu. Tuy nhiên, người tuổi Mậu Ngọ có nhược điểm thường thấy là thiếu sự quyết đoán, sự thận trọng trong từng suy nghĩ và hành động của họ là điều tốt, nhưng do vô tình khiến họ trở nên do dự, không dứt khoát khi cần đưa ra quyết định cuối cùng. Điều này cũng là chướng ngại vật ngăn cản họ tìm đến thành công. Phần lớn người tuổi Mậu Ngọ có bản tính rất thật thà, tốt bụng, thân thiện như những chú ngựa hoang dã được thuần hóa, thậm chí họ còn nhiệt tình giúp đỡ người khác mà bỏ qua lợi ích của bản thân. Nam giới tuổi Mậu Ngọ có cuộc đời có thể sống sung sướng ở thời kỳ hậu vận, nhưng chỉ có tính tạm thời, vì công việc làm ăn dễ bị đổ bể, chỉ vì nóng tính. Nếu rèn luyện được tính kiên nhẫn hơn, kiểm soát được tính nóng nảy của bản thân thì sự nghiệp, công danh sẽ phát triển sung túc hơn. Đường tài lộc của nam giới tuổi Mậu Ngọ thường đến vào khoảng năm 49 tuổi, tuổi thọ trung bình của con giáp này khoảng 72 tới 85 tuổi, nhưng nếu ăn ở hiền lành, tích thiện đức thì sẽ được gia tăng tuổi thọ lên 5 đến 10 năm. Cùng nhìn lại quãng đường mà Mậu Ngọ đã trải qua. Theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên Mậu Ngọ mới mưu cầu thành công, thành tựu. Vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết khả năng của bản thân nên Mậu Ngọ mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả và thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Mậu Ngọ mới cố gắng vất vả ngược xuôi ở cái thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Mậu Ngọ vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, kẻ tệ bạc cũng không thiếu. Chung quy chỉ có ở thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc Mậu Ngọ nên mừng, vì ít ra ngã sớm trong cái giai đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm mai đẹp đẽ của cuộc đời và những ngày bình yên nhất. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi lại chán nản buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng, hoặc cố chấp lảng tránh những gì mình đã gây ra. Sau này lại vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất,
sao số tôi lại khổ thế này, Mậu Ngọ sẽ không làm như vậy. Cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn ra trái phải, để thấy vẫn còn một vài người yêu thương ta. Suy cho cùng, Mậu Ngọ sướng khổ, sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Mậu Ngọ ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cuồng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến mỏi thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những thành công mới. Sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời, có nhiều lúc Mậu Ngọ có thể đổ tại vận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin, hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính mình quyết, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Mậu Ngọ cũng tới rèn ra con người mình một bản lĩnh cứng cỏi. Ở độ tuổi này, Mậu Ngọ luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Mậu Ngọ giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bộp chộp, bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn đều không cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Mậu Ngọ như một loại hồ đồ, kỳ thực là một dạng thông minh, sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thì như hầu đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Mậu Ngọ là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với Mậu Ngọ, đó là một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới, chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường suy nghĩ có trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Xét tổng quan năm 2024 âm lịch, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Xét về thiên can, địa chi và ngũ hành. Xét về thiên can, Mậu gặp giáp tương khắc, ít gặp thiên thời, may mắn đều do mình tự tạo ra, chủ động mọi việc, không cần cầu cạnh bất cứ ai. Xét về địa chi, Ngọ gặp thiên bình hòa, vận khí đi vào giai đoạn tích lũy, bình ổn, không có biến động nào quá lớn. Công việc, tiền bạc hay chuyện tình cảm đều duy trì ở mức hài hòa, không có quá nhiều trở lực. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên bình hòa, gia đạo hay sức khỏe duy trì tốt, không gặp phải vấn đề nào quá nghiêm trọng. Tiểu kết, xét theo ngũ hành, can chi, 2024 là năm bình ổn với tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Vận trình đi vào giai đoạn bình ổn, tích lũy, công việc làm ăn tiến triển khá thuận lợi, cứ việc cũ mở rộng thêm, tiền bạc cũng không còn dấu hiệu tụ tán quá bất ổn mà dòng tiền chảy về túi đều đặn. Gia đạo, tình cảm hay sức khỏe cũng được đánh giá tốt trong năm. Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ cả nam mạng và nữ mạng trong năm 2024, theo sao hạn. Đối với nam mạng Mậu Ngọ, theo sao chiếu mệnh, năm 2024, nam mạng Mậu Ngọ gặp sao Thổ Tú. Thổ Tú là hung tinh, thường đem lại sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, năm 2024, nam mạng Mậu Ngọ gặp hạn ngũ mộ. Gặp hạn này chủ về hao tài, bất an, không nên tin người thái quá, không cho ai ngủ nhờ kẻo gặp tai bay vạ gió, mất mát tiền của. Mua đồ cẩn thận kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Tiểu kết, năm có hung tinh chiếu, cát vận bị chiết giảm phần nào, công việc làm ăn gặp trục trặc, có điểm miệng tiếng thị phi, tranh đấu quyền lợi dẫn tới thư kiện, chăn nuôi hay trồng trọt đều không được kết quả tốt, sức khỏe giảm sút, tinh thần bất an, dễ bị kẻ xấu lợi dụng để lừa gạt tiền bạc khiến tiền mất tật mang. Xem vận hạn năm 2024, tuổi Mậu Ngọ, nam mạng. Tam tai 2024, tuổi Mậu Ngọ nam mạng không phạm tam tai, tốt. Kim Lâu 2024, tuổi Mậu Ngọ nam mạng không phạm Kim Lâu,
tốt cho việc xây dựng nhà cửa hoặc đứng ra lo liệu việc cưới hỏi cho con cháu trong nhà. Hoàng Ốc 2024, tuổi Mậu Ngọ nam mạng phạm Hoàng Ốc, yếu tố xem xét khi tiến hành xây dựng nhà cửa. Tiểu kết, trong năm 2024, Mậu Ngọ nam mạng có thể tiến hành đại sự như xây nhà cửa hoặc đứng ra lo liệu cưới hỏi cho con cháu trong nhà. Tuy nhiên, vì con phạm một yếu tố nên để tránh xui xẻo, có thể làm thủ tục mượn tuổi khi làm nhà. Đối với nữ mạng Mậu Ngọ, theo sao chiếu mệnh, năm 2024, nữ mạng Mậu Ngọ gặp sao Vân Hán. Vân Hán là trung tinh, năm có sao này chiếu thì công việc làm ăn hay tiền bạc ở mức trung bình, không mất mát nhiều cũng không bị thua lỗ lớn. Bản mệnh cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, đề phòng vướng khẩu thiệt, kiện tụng. Về sức khỏe, đề phòng thương tật, gặp tai hình. Sao này bất lợi nhất là vào các tháng 2, tháng 8 âm lịch, nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Theo niên hạn, năm 2024, nữ mạng Mậu Ngọ gặp hạn ngũ mộ. Gặp hạn này chủ về hao tài, bất an, không nên tin người thái quá, không cho ai ngủ nhờ kẻo gặp tai bay vạ gió, mất mát tiền của. Mua đồ cẩn thận kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Tiểu kết, năm có trung tinh chiếu, công việc làm ăn hay tài lộc duy trì ở mức trung bình, ổn định, không mất mát nhiều cũng không bị thua lỗ lớn. Có điều tinh thần lắm bất an, dễ bị kẻ xấu lợi dụng hay lừa gạt tiền bạc, tránh tin người thái quá. Sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, đề phòng đau yếu, thương tật do tai hình. Xem vận hạn năm 2024 tuổi Mậu Ngọ, nữ mạng. Tam tai 2024, tuổi Mậu Ngọ nữ mạng không phạm tam tai, tốt. Kim Lâu 2024, tuổi Mậu Ngọ nữ mạng không phạm kim lâu, tốt cho việc xây dựng nhà cửa hoặc đứng ra lo liệu việc cưới hỏi cho con cháu trong nhà. Hoàng Ốc 2024, tuổi Mậu Ngọ nữ mạng phạm Hoàng Ốc, yếu tố xem xét khi tiến hành xây dựng nhà cửa. Tiểu kết, trong năm 2024, Mậu Ngọ nữ mạng có thể tiến hành đại sự như xây nhà cửa hoặc đứng ra lo liệu cưới hỏi cho con cháu trong nhà. Tuy nhiên, vì con phạm một yếu tố nên để tránh xui xẻo, có thể làm thủ tục mượn tuổi khi làm nhà. Xem tử vi 2024, tuổi Mậu Ngọ cả nam mạng và nữ mạng, theo vận niên. Theo tử vi tuổi Ngọ 2024, sang năm Giáp Thìn, tuổi Mậu Ngọ gặp vận niên, thố lộng nguyệt, tức là thỏ dẫn trăng, hình ảnh đầy vui tươi, thoải mái, báo hiệu một năm nhiều niềm vui, hạnh phúc, công danh sẽ toại, phỉ lòng chờ đợi bấy lâu. Về phương diện tình cảm, người vui cảnh cũng chiều lòng, thật là một bầu trời tươi đẹp, ước thì được, muốn thì thành, gia đình êm ấm, tình yêu toại nguyện, hỷ tín ngập tràn. Về phương diện công danh sự nghiệp, năm 2024 sẽ là năm bình ổn với những người làm công ăn lương, công việc không có quá nhiều biến động, thời điểm vận khí lên, đón nhận sự hỗ trợ của hai cát thần, chính ấn và chính quan, đương số có cơ hội khẳng định năng lực, dễ thăng tiến về địa vị hoặc tăng trưởng nhẹ về mức lương. Năm nay, bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp, con giáp này đối xử với mọi người một cách chân thành và cởi mở, nhờ vậy mà đi đến đâu, bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người, thậm chí những khó khăn, thử thách xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh học thêm những lĩnh vực mới mẻ, hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới. Có thể quá trình khởi đầu, bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với người kinh doanh, buôn bán hay đầu tư, tài lộc khá vượng, tuy nhiên, cần cẩn trọng trong hợp tác làm ăn, dù được người lớn tuổi hơn giúp đỡ, nhưng vẫn có điểm báo tiểu nhân rình rập, khởi nghiệp cũng chỉ nên bắt đầu với số vốn nhỏ, tránh phô trương kẻo hao tổn tiền của. Ngoài ra, trong năm bản mệnh tuổi Mậu Ngọ, cần chú ý tác động của ngũ quỷ và kiếp tài, là dấu hiệu cho thấy quanh bạn có những kẻ hẹp hòi đố kỵ với những thành công mà bạn gặt hái được, từ đó kiếm cớ gây chuyện làm hạ thấp uy tín của bạn. Điều con giáp này cần làm là bình tĩnh ứng phó, cho nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình nhé. Về phương diện tài lộc, nhìn chung, tài lộc năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ thường không biến động mạnh, dù tài sản có tăng tiến hơn so với năm ngoái, nhưng tiêu hao nhiều cho cuộc sống, khó tích lũy, không dư giả quá nhiều. Sao Thổ Tú tác động khiến công cuộc kiếm tiền làm giàu có phần trục trặc, vất vả chứ không suôn sẻ ngay từ đầu. Người làm công ăn lương vẫn duy trì một nguồn thu nhập như cũ, nửa cuối năm có thể tăng lương nhẹ,
người kinh doanh, buôn bán thì dòng tiền luân chuyển đều, vẫn giữ được khách hàng cũ, hàng tháng thu về lợi nhuận đều đặn. Trong năm không nên đầu tư quá nhiều tiền bạc vào một mối làm ăn, chủ về khó thu hồi được vốn liếng, nên quan sát biến động thị trường, phân tích mặt lợi hại của các ngách thị trường để có hướng đi phù hợp. Đầu tư thông minh sẽ giúp bạn vừa giữ được tiền mà còn hạn chế được rủi ro. Về phương diện tình cảm, gia đạo, năm 2024, Bách Việt và Hàm Trì đều là những cát tinh chủ về đào hoa, sẽ mang tới hỷ tín cho người tuổi Mậu Ngọ. Bản mệnh dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội hợp tác làm ăn. Chuyện tình cảm gia đạo cũng hài hòa, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu cho nhau. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt không làm hai người buồn bực, mà lại chính là cơ hội để đôi bên bao dung và quý trọng nhau hơn. Có người ấy ở bên cạnh bầu bạn và chia sẻ, bạn cũng có thêm động lực để đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Trong năm 2024 này, nếu có thời gian rảnh, đôi bên có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, tạo thêm những kỷ niệm đẹp đẽ cho nhau. Đó chính là tính chất gắn kết mối quan hệ giữa hai người thêm bền chặt. Về phương diện sức khỏe, đáng tiếc là tình hình sức khỏe của người tuổi Mậu Ngọ lại không quá lạc quan trong năm này, đa phần do chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ. Vì thế bản mệnh cũng cần hết sức giữ gìn, nếu không dễ vướng phải những hậu quả đáng tiếc. Dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng cần nghỉ ngơi đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu, bởi như vậy dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc dạ dày. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức, dễ dẫn đến tai nạn, gây tổn hại cho sức khỏe. Tốt nhất hãy sắp xếp thời gian biểu hợp lý, để cơ thể không phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên chọn hình thức rèn luyện thể dục thể thao phù hợp với thể trạng của mình. Ngoài ra, năm có hối khí ảnh hưởng, cần chú ý hơn tới sức khỏe người lớn tuổi trong nhà, nửa cuối năm có tin buồn tan chế. Quý vị thân mến, như trên đã tiết lộ, tiếp theo sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ về 3 tháng may mắn nhất trong năm 2024 âm lịch để quý vị có thể có sự chuẩn bị tốt cho tương lai. Cụ thể tháng phát tài đầu tiên là tháng 6 âm lịch. Xem tử vi phương Đông, vận trình tháng 6 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ khá bình ổn, một vài dự định công việc được tiến triển hoặc gặp trục trặc trước đó được giải quyết triệt để. Tháng này, nguyệt lệnh lâm đất lâm quan, báo hiệu công việc có tiến triển tốt, thường xuyên được trưởng bối giúp đỡ, hoạch định rõ mục tiêu phấn đấu trong sự nghiệp, tương lai tươi sáng. Đặc biệt trong tháng vừa được nhị hợp che chở, lại có cả nguyệt lệnh lâm trường sinh hỗ trợ. Đây là một tháng có quý nhân song hành trên mỗi bước thành công của bản mệnh, mọi việc theo hướng đi lên. Nhân lúc này hãy tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định ấp ủ từ trước đó, vì khả năng thành công là rất cao. Những việc bản mệnh bỏ dở từ tháng trước, nay muốn thực hiện mà chưa có cơ hội, thì hầu hết được tái khởi động và phát triển thuận lợi trong tháng này. Xua tan mây mù ảm đạm, thời điểm có đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nếu như Mậu Ngọ không tận dụng bứt phá thì rất khó tìm được một cơ hội ngon ăn tương tự như này nữa. Quý nhân trong tháng không phải ai quá xa lạ, đối phương có thể là đồng nghiệp, cấp trên, một người bạn cũ. Nhìn chung những cuộc gặp gỡ, trao đổi trong tháng này đều có thể đem tới cho bản mệnh những thông tin hữu ích, tạo điều kiện để con giáp này chạm tay tới mục tiêu của mình. Tài vận khá sáng, ngoài nguồn thu chính, bản mệnh có thêm một vài nguồn thu phụ khác, tuy không có nhiều, nhưng góp nhặt mỗi chỗ một ít, trang trải cuộc sống thoải mái hơn. Tháng này lương và thưởng đều có xu hướng gia tăng, bản mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra sẽ thu được thành quả xứng đáng. Những người làm công việc cố định, nếu mong muốn có tăng lương trong tháng, bạn có thể mạnh dạn đề xuất, kèm theo một danh sách những con số, những thành tựu mà mình đạt được, cũng như những khoản lợi nhuận đã đem về cho doanh nghiệp. Với lý lẽ thuyết phục như vậy, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Người làm ăn, kinh doanh có thể mở rộng được thị trường hoặc mở rộng những đối tượng khách hàng, nhờ thế mà buôn may bán đắt hơn hẳn. Bản thân bạn vốn đã thông minh, do đó việc kiếm tiền không bao giờ là quá khó khăn với bạn nếu như sẵn cơ hội. Ngoài ra nhờ nguyệt lệnh ủng hộ nên bản mệnh sẽ gặp được đối tác làm ăn, cùng với họ xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và uy tín sẵn có của hai bên. Tháng phát tài tiếp theo là tháng 9 âm lịch. Bước sang tháng 9 âm,
người tuổi Mậu Ngọ đón khá nhiều tin tích cực. Sau bao tháng ngày ngóng trông, cát vận tăng tiến nhanh chóng, hung vận đã lùi ra xa, trả lại cho bản mệnh sự tự tin và cảm giác nhẹ nhõm nhờ chính những nỗ lực bền bỉ trước đó của bạn. Được tam hợp cục hậu thuẫn, thêm cả cát tinh chủ về công danh chiếu mệnh, sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ trong tháng 9 âm này sẽ tràn đầy may mắn. Đây chính là thời điểm để bạn tỏa sáng, làm mọi điều mình muốn đã ấp ủ từ lâu, tỷ lệ thành công rất cao. Công việc trong tháng tiến triển suôn sẻ, làm gì cũng có đầu có cuối, sự nỗ lực được quy đổi bằng thành quả xứng đáng. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, bạn đều hài lòng với những gì đã đạt được. Việc ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch lớn trong tháng diễn ra khá thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt, mang về cho bạn không ít lợi nhuận. Tình hình kinh doanh, buôn bán tháng này khả quan, tháng này doanh thu đạt được có thể bù đắp cho cả hai, thậm chí ba tháng trước đó. Theo đó, ngay từ đầu tháng bạn cần lên kế hoạch kinh doanh càng chi tiết càng tốt. Chẳng những vậy, vận trình tài chính cũng đang trên đà tăng tiến, có thể một lần nữa khẳng định rằng may mắn đang đứng về phía con giáp này. Bạn sẽ nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo, giúp tiến hành kế hoạch đã đề ra từ trước. Với người làm ăn, kinh doanh, đây chính là thời điểm để bạn tỏa sáng, làm mọi điều mình muốn hoặc đã ấp ủ từ lâu, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Việc ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch lớn trong tháng diễn ra khá thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt, mang về cho bạn không ít lợi nhuận. Với người làm công ăn lương, trong tháng quý vị có thể sẽ được tăng lương hay tăng thu ong bởi những thành quả mà mình đạt được trong khoảng thời gian này. Chuyện tình cảm của Mậu Ngọ sẽ vô cùng đáng nhớ trong tháng 9 này, khi bản mệnh sẽ có khoảng thời gian thú vị bằng ngọt ngào bên cạnh những người thân yêu của mình. Đối với những người độc thân, bạn sẽ có nhiều cơ hội để làm quen gặp gỡ với người khác giới, từ đó có thể tìm thấy một nửa của đời mình. Sức khỏe ổn định, khi các kế hoạch chăm sóc bản thân, rèn luyện thể dục, thể thao của bạn đang phát huy tác dụng, bản mệnh nên duy trì các thói quen sinh hoạt của mình về lâu về dài. Tháng phát tài cuối cùng là tháng 12 âm lịch. Tháng cuối cùng của năm, công việc của tuổi Mậu Ngọ tiến hành thuận lợi, nhiều cơ hội khẳng định tài năng, được cấp trên trọng dụng. Xem tử vi hàng tháng cho thấy, tháng này thứ tài khởi sắc mạnh, tuổi Mậu Ngọ gặp nhiều may mắn về tiền bạc. Đây là cơ hội tốt cho đầu tư, kinh doanh, nắm được xu thế và thị hiếu của thị trường, đảm bảo bản mệnh sẽ thu tiền đầy túi trong tháng này. Tất nhiên, để có thể chạm tay vào điều mình mong muốn, bạn cũng cần phải cố gắng hết sức, bởi chẳng có thành công nào từ trên trời rơi xuống. Con giáp này cần nhắc nhở bản thân cần cù, chịu khó, quyết tâm khi đối diện với những sự cố bất ngờ, chớ nên cả thèm chóng chán, muốn từ bỏ khi mới gặp phải khó khăn. Làm được những điều ấy thì việc gặt hái thành công sẽ nằm ngay trong tầm tay của bạn, các mối quan hệ tốt đẹp cũng sẽ mang tới nhiều tác động tích cực cho vận trình của bạn. Xung quanh bạn luôn có những người đồng nghiệp giúp đỡ, những vị lãnh đạo sáng suốt sẵn sàng giúp đỡ bạn, nhìn thấy năng lực của bạn nên sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ mang tính vừa thử thách vừa giúp củng cố vị trí của bạn. Bên cạnh đó, điểm báo cho thấy tài lộc phát mạnh về thứ tài chủ, về nguồn thu phụ và tài lộc bất ngờ. Sự may mắn sẽ mang về cho con giáp này nguồn thu khá lớn, bản mệnh được chỉ đường dẫn lối cho tìm thấy lối đi phù hợp nhất với mình trong thời điểm này. Đặc biệt, chuyện làm ăn, kinh doanh của những chú ngựa sẽ khá suôn sẻ và thuận lợi. Cuối năm hàng hóa bán chạy như tôm tươi, dường như chẳng còn chút hàng tồn nào trong kho, vì hàng về đến đâu là khách dục hàng phát hàng tới đó. Con giáp này hơn người ở chỗ, nắm bắt được thị hiếu thị trường, cũng đón được đúng thời cơ, nên ở bên cạnh may mắn là thực lực mà chẳng ai vượt qua được, tiền cũng vì thế mà về đầy túi. Nguyệt lệnh nằm ở đất Lâm Quan, tuổi Mậu Ngọ chẳng ngại nhặt nhạnh những đồng tiền lẻ, cần mẫn chăm chỉ dù làm bất cứ việc gì, thành công chẳng thể nào từ chối được những con người có nghị lực lớn lao. Tình cảm vợ chồng hài hòa, gia đạo yên ổn, một vài mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái sớm được khắc phục, một vài cặp đôi đón tin vui về chuyện con cái. Sức khỏe tốt, bản mệnh nên duy trì thói quen ăn uống khoa học và luyện tập thể thao sẽ đẩy lùi nguy cơ bệnh tật, chú ý đi lại dịp này đông đúc, đề phòng tai nạn bất ngờ hoặc bị cướp giật tiền của và tài sản. Tiếp theo, cách hóa giải vận hạn năm 2024 cho tuổi Mậu Ngọ nam mạng và nữ mạng. Đối với nam mạng Mậu Ngọ, hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương,
thạch anh trắng, mã não trắng để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao thổ tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2024. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng. Không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng vòng lao lý khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm. Không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Đối với nữ mạng mậu ngọ, hóa giải sao Vân Hán theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Vân Hán hành hỏa, nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh yêu linh nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này, bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi. Vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh rúc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2024. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng. Không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng vòng lao lý khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm. Không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Quý vị thân mến, để gia tăng may mắn, đón cát lành trong năm 2024 âm lịch, quý vị có thể tham khảo mẹo phong thủy sau đây. Thứ nhất là về Phật bản mệnh. Người tuổi Mậu Ngọ được Phật bản mệnh là Bồ Tát Đại Thế Chí phù hộ độ chi. Theo ghi chép trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh, vị Bồ Tát này lấy ánh sáng trí tuệ phổ chiếu tất thảy, khiến cho chúng sinh rời xa ba cõi ác, đạt được sức mạnh vô thượng. Vì khi Ngài di chuyển thế giới thập phương như đang xảy ra một cơn địa chấn, cho nên mới gọi Ngài là Đại Thế Chí. Ngài cùng với Quán Âm Bồ Tát đều là thị giả của Phật A-di-đà ở thế giới Cực Lạc phương Tây. Cả ba vị bổn tôn được gọi chung là Tam Thánh phương Tây. Quán Thế Âm Bồ Tát tượng trưng cho sự từ bi, Bồ Tát Đại Thế Chí tượng trưng cho trí tuệ. Ngài cũng có vị trí đặc biệt trong mật giáo, mật hiệu của Ngài là Chỉ Luân Kim Cương. Trong Phật giáo, Bồ Tát Đại Thế Chí thường xuyên được nhắc đến, cũng được sùng bái nhất định. Thứ hai, đá phong thủy cho người tuổi Mậu Ngọ. Tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, có ngũ hành nam sinh là thiên thượng hỏa, so với hợp với các loại đá phong thủy có màu xanh lá cây, đỏ, cam, tím như đá mắt hổ nâu đỏ, thạch anh hồng, thạch anh tím, gan nét ngọc hồng lựu. Về đá mắt hổ có tác dụng giữ vững tinh thần, tích tụ tài bảo, tăng cường ý chí và lòng dũng cảm, niềm tin, giúp những người nhút nhát trở nên mạnh mẽ. Đeo vòng tay đá mắt hổ có tác dụng tăng cường sức sống, phù hợp với những người thân thể yếu đuối, bệnh lâu ngày không khỏi, hơn nữa còn giúp tăng cường trí lực, hiểu thấu đáo mọi vấn đề, kiên trì và giữ vững nguyên tắc. Về thạch anh tím tạo sự sảng khoái, tư duy sáng tạo, đặc biệt tốt cho người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Leonardo da Vinci từng nói năng lượng diệu kỳ của thạch anh tím giúp giải phóng con người ta khỏi giới hạn, chúng giải phóng bộ não,
kích thích sự sáng tạo và dẫn lối con người tới ánh sáng của chân lý. Thứ ba, vật phẩm và linh vật hộ mệnh đeo bên người cho tuổi Mậu Ngọ, đó là Phật Tổ Như Lai, Phật Di Lặc, Bồ Tát Đại Thế Chí, Phật bản mệnh của người tuổi Mậu Ngọ, Tỳ Hưu 12 con giáp, vòng tay phong thủy, thiềm thử, Chúa Giêsu. Thứ tư, hướng tốt, hướng xấu trong năm của tuổi Mậu Ngọ. Tướng tốt theo bát trạch gồm có hướng chính bắc, tức khảm, được sinh khí, tham lang mộc tinh. Hướng chính nam, tức ly, được thiên y, cự môn thầu tinh. Hướng đông nam, tức tốn, được phục vị, phù bật thủy tinh. Hướng nhà, giường nằm, bàn thờ, hướng cửa bếp, nên chọn hướng nam, đông bắc hay đông nam. Về nhà vệ sinh, bếp nấu, nên chọn hướng Sửu, Tân. Sử dụng linh vật theo la bàn phong thủy để đạt được may mắn và tài lộc. Về tài lộc, có thể đặt tượng ảnh thần tài, treo sâu tiền ngũ đế để theo hướng sao tốt. Về công danh, cho một bức tranh cát tường như ý, ấn thăng quan, hoặc đặt biểu tượng nghề nghiệp của gia chủ theo hướng sao tốt. Về sức khỏe, trồng một cây trúc hoặc cây vạn niên thanh, đặt bình hoa to theo hướng sao tốt. Về trí tuệ, đặt tâm kinh, treo một cây bút lông theo hướng sao tốt. Quý vị thân mến, vừa rồi là chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận trình tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong 3 tháng phát tài năm 2024 âm lịch. Hy vọng rằng với chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay, quý vị có thể nắm rõ được vận may của mình, từ đó mà đón lành tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý mệnh chủ vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống phía dưới phần bình luận để ban biên tập chương trình luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất. Chương trình đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin trân trọng cảm ơn.